học sinh yêu quý. Hôm nay thầy trò chúng ta sẽ tìm hiểu một số kiến thức trọng tâm phần tiếng Việt môn ngữ văn 7 học kỳ 2. Thì cái kiến thức trọng tâm phần tiếng Việt nó có, thầy sẽ giới thiệu lên có 4 phần. Phần thứ nhất là thêm trạng ngữ cho câu. Phần thứ hai là chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động. Và phần thứ ba là dùng cụm chủ bị để mở rộng câu. Phần thứ tư là liệt kê. Thì thầy có một cái yêu cầu nhỏ của mấy em khi học cái tiết học này, thì chúng ta sẽ chuẩn bị nhất là viết và đọc, thứ hai là sách giáo khoa, bởi vì chúng ta phân tích ngữ liệu và bài tập chủ yếu là lấy trên sách giáo khoa. Rồi khi trong quá trình mà phân tích ngữ liệu và làm bài tập thì các em sẽ tương tác với thầy, nghĩa là em sẽ trả lời những câu hỏi của thầy trước khi mà em bấm và để xem cái kết quả của thầy nhé. Và chúng ta sẽ bắt đầu vào cái phần thứ nhất. Phần 1, thêm trạng ngữ cho câu. Đây là thành phần phụ của câu. Và thành phần phụ này chúng ta đã được học ở bậc tiểu học. Thì ở lớp 7 chúng ta sẽ nâng cao thêm. Thì hôm nay thầy sẽ giới thiệu một với em, đó là cái đặc điểm của trạng ngữ. Chúng ta có cái ngữ liệu. Dựa vào kiến thức đã học ở bậc tiểu học, hãy xác định trạng ngữ trong các câu dưới đây. Các trạng ngữ vừa tìm được bổ sung cho câu những nội dung gì? Chúng ta lưu ý ở cái ngữ liệu này yêu cầu có hai yêu cầu nha. Rồi, chúng ta có cái ngữ liệu. Câu A. Dưới bóng tre xanh đã từ lâu đời, người dân cài Việt Nam dựng nhà, dựng cửa, vỡ ruộng, khai hoang. Tre ăn ở với người đời đời kiếp kiếp. Tre với người như thế đã mấy nghìn năm, một thế kỷ văn minh, khai hóa của thực dân cũng không làm ra được một tấc sắt. Tre vẫn còn phải vất vả mãi với người, có xe tre nặng này quay từ gần 12 xây năm thóc cách mới. Rồi, câu B. Vì mơ chơi, em đã quên làm bài tập. Câu C. Để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ, chúng ta phải học tập và rèn luyện thật tốt. Câu D. Bằng giọng nói dịu dàng, chị ấy mời chúng tôi vào nhà. Câu E. Nhanh như cắt, con mèo vồ con chuột. Em hãy tìm giùm thầy cả hai yêu cầu mà phần dữ liệu ở trên đã yêu cầu. Bây giờ thầy sẽ có những cái đáp án. Trước tiên là chúng ta tìm cho thầy đó là cái trạng ngữ. Chúng ta sẽ có trạng ngữ thứ nhất là dưới bóng tre xanh. Rồi trạng ngữ này là chỉ nơi chốn. Tiếp theo là quan sát kết quả tiếp theo. Đó là trạng ngữ đã từ lâu đời. Trạng ngữ này đó là chỉ thời gian. Rồi. Tiếp theo chúng ta có hai trạng ngữ, đó là đời đời kiếp kiếp. Hai trạng ngữ này cũng là chỉ thời gian. Rồi còn cái trạng ngữ tiếp theo nữa, đó là đã mấy nghìn năm. Thì trạng ngữ này cũng là chỉ thời gian. Rồi cuối cùng có một cái trạng ngữ cuối cùng, đó là từ nghìn đời nay. Từ nghìn đời nay, chúng ta thấy trạng ngữ này nó cũng bổ sung là thời gian. Như vậy thì ở câu A này chúng ta tìm được ý nghĩa của hai trạng ngữ nó bổ sung cho câu là chỉ nơi chốn và thời gian. Em lưu ý. Rồi chúng ta qua tiếp tục. Câu B. Vì mê chơi em đã quên lại tập. Câu này nó trạng ngữ ở đâu nè? Chúng ta xem. Trạng ngữ ở trong câu này đó là vì mê chơi. Đây là trạng ngữ chỉ cái gì? Chúng ta nhớ là quan hệ từ vì ở trước. Đó là nó chỉ nguyên nhân. Nguyên nhân mà em quên làm tập, đó là em, vì em mê chơi. Chúng ta lưu ý là trạng ngữ chỉ nguyên nhân nó bổ sung nghĩa cho cái thành phần chính của câu, đó là em đã quên làm tập. Chúng ta chuyển qua câu C. Trạng ngữ trong câu C chúng ta xem nội, đó là để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ. Trạng ngữ này nó bổ sung ý nghĩa gì cho câu? Chúng ta thấy trạng ngữ này nó bổ sung đó là mục đích. Mục đích của chúng ta phải học tập và rèn luyện thật tốt, nó là bổ sung về mục đích. Rồi câu tiếp theo, câu D. Trạng ngữ đó là bằng giọng nói dịu dàng. Trạng ngữ này nó bổ sung cho
câu đó là bổ sung về phương tiện. À, câu E chúng ta tìm được trạng ngữ đó là nhân nhiều cách. À, trạng ngữ này là chỉ cách thức. À, như vậy thì qua các câu A, B, C, D, E thì chúng ta thấy về ý nghĩa là trạng ngữ nó bổ sung cho câu về nơi chốt, thời gian là nguyên nhân, mục đích, phương tiện và cách thức. Chúng ta lưu ý để mọi chúng ta chốt lại phần ghi nhớ. Chúng ta quan sát lại các ngữ liệu về hình thức trạng ngữ có thể đứng ở vị trí nào trong câu, rồi giữa trạng ngữ và thành phần chính của câu thường sử dụng dấu câu gì. Rồi chúng ta lại sẽ lấy cái ví dụ A để chúng ta xác định cái hình thức về vị trí của trạng ngữ trong câu. Thì ở câu A chúng ta thấy trạng ngữ chỉ nơi chốt và trạng ngữ thời gian ở đây, vị trí này là nó đứng ở đầu câu. Rồi trạng ngữ tiếp theo đó là đời đời kiếp kiếp, trạng ngữ này nó đứng ở cuối câu. À, rồi chúng ta xem cái trạng ngữ ở cuối câu này là từ nghìn đời nay. Trạng ngữ này nó không phải nằm ở đầu câu, cũng không nằm cuối câu, mà nó nằm ở giữa câu. Đó là về hình thức. Rồi cái về hình thức nữa đó là cái dấu câu để ngăn cách giữa trạng ngữ và thành phần chính của câu, người ta thường sử dụng đó là dấu phẩy. À, chúng ta thấy cái dấu phẩy ở đây. À, thì mình qua cho một chỗ vị trí nha, chúng ta thấy là dấu phẩy. À, như vậy thì qua phân tích về ý nghĩa và hình thức thì chúng ta chốt lại cái một ghi nhớ về đặc điểm của trạng ngữ. Đây là kiến thức trọng tâm của bài phần này. À, là về ý nghĩa là trạng ngữ được thêm vào câu để xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích, phương tiện, cách thức diễn ra sự việc nêu trong câu. Rồi cái về hình thức, thứ nhất là trạng ngữ có thể đứng ở đầu câu, cuối câu hay giữa câu. Cái thứ hai là giữa trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ thường có một quãng nghỉ khi nói và một dấu phẩy khi viết. Nãy mình nói là chỗ theo cái dấu phẩy á, thì khi mình nói á, thì mình sẽ ngắt quãng và quãng nghỉ khi nói. À, đây là kiến thức trọng tâm ở phần là trạng ngữ của câu. Để củng cố kiến thức phần một này, thầy sẽ cho em là một bài tập. Hãy cho biết trong câu nào cụm từ mùa xuân làm trạng ngữ, trong những câu còn lại cụm từ mùa xuân đóng vai trò gì. Câu A: mùa xuân của tôi, mùa xuân Bắc Việt, mùa xuân của Hà Nội là mùa xuân có mưa riu riu, gió lành lạnh, có tiếng nhạn kêu trong đêm xanh của bạn. B: mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim ríu rít của Tỳ Nam. Câu C: tự nhiên như thế, ai cũng chỗ mùa xuân của bạn. Câu D: mùa xuân, mỗi khi họa mi tung ra những tiếng hót vang lừng, mọi vật như có sự thay đổi kỳ diệu của bạn. À, yêu cầu của cái bài tập này là chúng ta có yêu cầu, nhưng là chúng ta sẽ cho biết cái câu nào có cụm từ mùa xuân làm trạng ngữ. Rồi cái yêu cầu hai là câu còn lại cái cụm từ mùa xuân nó đóng vai trò gì. Như vậy thì chúng ta sẽ, các em hãy thực hiện cho thầy yêu cầu một. Thì tiên là chúng ta sẽ tìm cái cụm từ mùa xuân nó làm trạng ngữ. Thì thầy có đáp án cho anh em, đó là câu B, mùa xuân nó làm trạng ngữ. Nếu em nào làm đúng thì thầy có tuyên dương các em. Các em sẽ phân tích các cụm từ mùa xuân còn lại nó đóng vai trò gì. Tiếp theo là câu A, mùa xuân thứ nhất. Đây chúng ta chú ý cái từ mùa xuân thứ nhất đây. Mùa xuân thứ nhất đó là chủ ngữ trong câu. Còn mùa xuân Bắc Việt, mùa xuân của Hà Nội, đây là thành phần của chú thích chúng ta sẽ học được ở lớp 9. Rồi cái mùa xuân trong câu là thứ tư, vị trí thứ tư này, thì chúng ta thấy cái mùa xuân ở đây nó là nằm ở vị trí vị ngữ trong câu. Rồi chúng ta quạt câu C, xem cái mùa xuân ở câu C nó đóng vai trò gì. Cái này hết sức quen thuộc với những em học sinh học lớp 6 ha. Chúng ta lưu ý đây, mùa xuân này nó bổ nghĩa cho cái từ chuộng. Chuộng là từ loại động từ, như vậy mùa xuân ở đây đó là phụ ngữ trong cụm động từ. Đó là cụm động từ. Rồi câu chúng ta qua câu D, mùa xuân
Câu này hết sức quen thuộc, chúng ta đã học ở đầu học kỳ 2 trước Tết nha mẹ. Thì mùa xuân ở đây đối với em đó là loại câu gì? À, suy nghĩ xem. Đây là thầy có đáp án, đó là câu đặc biệt. Như vậy thì chúng ta đến đây chúng ta kết thúc cái phần 1, đó là tìm trạng ngữ cho câu. Phần 2 đó là chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động. Thì phần 2 này nó có hai nội dung chúng ta cần tìm hiểu. Thứ nhất là câu chủ động và câu bị động. Thứ hai đó là cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu đầu tiên đó là câu chủ động và câu bị động. Chúng ta có cái ngữ liệu sau đây. Câu A: mọi người yêu mến em. Câu B: em được mọi người yêu mến. Yêu cầu chúng ta xác định chủ ngữ của mỗi cặp. Thế thì muốn xác định chủ ngữ thì chúng ta liên hệ để là trở lại kiến thức ở lớp 6 chúng ta đã học thành phần chính của câu. Thế thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi để tìm ra chủ ngữ. Còn nhớ cách để đặt câu hỏi tìm ra chủ ngữ không? Thì nghĩ là nha, đó là để tìm chủ ngữ chúng ta có thể đặt câu hỏi đó là ai, cái gì, còn gì. Ví dụ như này, ai yêu mến em, trả lời được chúng ta sẽ tìm được đó là chủ ngữ, đó là mọi người chủ ngữ, vì ngữ là yêu mến em. Rồi câu B, câu B tương tự như vậy, chúng ta sẽ tìm được chủ ngữ là em và vị ngữ còn lại được mọi người yêu mến. Như vậy thì yêu cầu thứ hai của cái phần ngữ liệu này chúng ta cần phải trả lời, đó là ý nghĩa của chủ ngữ trong các câu khác nhau như thế nào. Nên là chúng ta xem chủ ngữ mọi người rồi em ở câu A và câu B nó khác nhau như thế nào. Thì như vậy thì thầy có cái đáp án cho em. Câu A là chủ ngữ ở đây là chỉ người thực hiện một hoạt động hướng vào người khác, ta còn gọi là chủ thể của hoạt động. Rồi câu E, câu B thì chúng ta thấy chủ ngữ chỉ người được hoạt động của người khác hướng vào. Chủ ngữ ở đây là đối tượng của hoạt động, nó khác nhau ở hai cái điều cơ bản như thế. Thì như vậy thì ở câu A người ta gọi đây là cái loại câu, đó là câu chủ động. Còn câu B thì gọi là câu bị động. Vậy qua phân tích các cái ngữ liệu thì chúng ta chốt lại thế nào là câu chủ động và câu bị động, cho kết quả là cái phần ghi nhớ sẽ cho anh em ghi nhớ. Rồi câu chủ động là câu có chủ ngữ chỉ người và thực hiện một hoạt động hướng vào người vật khác, chỉ chủ thể của hoạt động. Câu bị động là câu có chủ ngữ chỉ người và được hoạt động của người vật khác hướng vào, chỉ đối tượng của hoạt động. Đó là cái ghi nhớ thứ nhất, cái mục là mã chúng ta nắm vững ở thế nào là câu chủ động, thế nào là câu bị động. Rồi chúng ta qua phần hai là mã, là cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động. Ta thầy cho em cái ngữ liệu sau đây. Hai câu sau có gì giống nhau và có gì khác nhau? Câu A: cánh màn điều treo ở đầu bàn thờ ông vải đã được hạ xuống từ hôm hóa vàng. Câu B: cánh màn điều treo ở đầu bàn thờ ông vải đã hạ xuống từ hôm hóa vàng. Rồi chúng ta suy nghĩ xem hai câu này nó có gì giống và khác nhau. Để tìm hiểu cái giống nhau và khác nhau giữa hai câu thì trước tiên là chúng ta sẽ tìm hiểu kết cấu chủ bị là thành phần chính của câu. Chúng ta có câu A, thì chủ ngữ đó là cánh màn điều treo ở đầu bàn thờ ông vải, vị ngữ đó là đã được hạ xuống từ hôm hóa vàng. Câu B: cánh màn điều treo ở đầu bàn thờ ông vải, đó là chủ ngữ, vị ngữ đó là đã hạ xuống từ hôm hóa vàng. Như vậy thì hai câu nó có gì giống nhau? Chúng ta có cái điểm giống, đó là có cùng nội dung miêu tả cánh màn điều hạ xuống. Cả hai câu đều là câu bị động, chúng ta lưu ý chỗ này, đó là cả hai câu đều là câu bị động. Cái điểm khác nhau cơ bản giữa hai câu chúng ta thấy là có điểm khác nhau về thức, đó là câu A có từ được và câu B không có từ được. Như vậy ở cái ngữ liệu này chúng ta thấy từ một câu chủ động mà người ta có thể chuyển thành hai câu bị động khác nhau.
Một câu bị động là người ta có thể là sử dụng được cái từ bị hoặc là được. Một câu bị động người ta không dùng bị được. Như vậy thì để chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động có hai cách. Thầy sẽ cho mấy em xem cái sơ đồ chuyển đổi để chúng ta dễ dàng hiểu hơn ha. Để dễ dàng chuyển đổi cái câu chủ động thành câu bị động, thầy sẽ giới thiệu với mấy em hai cái sơ đồ chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động. Cách một, chúng ta có câu chủ động và thầy có ký hiệu tắt cho mấy em. Chúng ta thấy thứ nhất là đây là chủ thể của hoạt động, thứ hai là hoạt động, đây là đối tượng của hoạt động, chúng ta sẽ chuyển thành câu bị động. Thầy cũng thấy là đối tượng của hoạt động chúng ta đưa lên đầu câu, chúng ta thêm được hoặc là bị. Tiếp theo là chúng ta chuyển chủ thể của hoạt động ra phía sau cái từ được và từ bị. Và lưu ý chỗ này, tại sao ở đây có dấu ngoặc đơn, có nghĩa là khi mình chuyển đổi cái chủ thể hoạt động nó xuống phía sau được bị thì nó bắt không bắt buộc là có trong câu, có được cũng được hay là không có cũng không sao. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ chuyển hoạt động cái từ chữ hoạt động xuống phía sau là xong cách thứ nhất. Và cách thứ hai thì có câu chủ động, chủ thể của hoạt động, đối tượng của hoạt động, câu bị động. Thì cách thứ hai chúng ta chuyển như thế này, giống như cách một, chúng ta đưa đối tượng hoạt động lên đầu câu, sau đó chúng ta giữ lại cái từ ngữ chỉ hoạt động. Như vậy thì hai cách này nó khác nhau ở chỗ nào, đó là cách một là chúng ta có thêm cái từ được và bị, còn cách hai chúng ta không có thêm từ bị và được. Đây là hai cách. Chốt là cái đơn vị để chúng ta ghi nhớ, có hai cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động. Thứ nhất, chuyển từ hoặc cụm từ chỉ đối tượng hoạt động lên đầu câu và thêm các từ bị hay được vào sau từ hoặc cụm từ ấy. Cách thứ hai là chúng ta chuyển từ hoặc cụm từ chỉ đối tượng hoạt động lên đầu câu, đồng thời được bỏ hoặc biến từ cụm từ chỉ chủ thể hoạt động thành một bộ phận không bắt buộc trong câu. Và chúng ta có cái lưu ý là không phải câu nào có từ bị được cũng là câu bị động. Chúng ta như vậy thì thầy đã hướng dẫn xong cái phần này để chúng ta chuyển qua cái phần bài tập để củng cố lại kiến thức của phần này nhé em. Đây, thầy có bài tập cho em, đó là chuyển đổi câu chủ động thành hai câu bị động theo hai cách khác nhau. Câu A, một nhà sư vô danh đã xây dựng ngôi chùa ấy từ thế kỷ 13. Câu B, người ta làm tất cả cánh cửa chùa bằng gỗ liềm. Câu C, chàng kỹ sĩ buộc con ngựa bạch bên tóc đạt. Câu D, người ta dựng một lá cờ đại ở giữa sân. Các em sẽ thử chuyển đổi bằng hai cách khác nhau. Thì có cái kết quả cho em. Câu A, cách thứ nhất là ngôi chùa ấy được một nhà sư vô danh xây từ thế kỷ 13. Chúng ta lưu ý chỗ cái mặt đơn, chỗ mặt đơn là một nhà sư vô danh. Cái này nãy thầy nói ở phần cái sơ đồ thì cái bộ phận trong mặt này chúng ta có thể bỏ cũng không sao. Rồi, cách thứ hai, ngôi chùa ấy xây từ thế kỷ 13 là câu A. Câu B, chúng ta có cái hai cách chuyển đổi như thế này. Cách thứ nhất, tất cả cánh cửa chùa được người ta làm bằng gỗ liềm. Cách thứ hai, tất cả cánh cửa chùa làm bằng gỗ liềm. Và chúng ta có câu C. Và câu C có hai cách. Cách thứ nhất, con ngựa bạch được chàng kỹ sĩ buộc bên góc đào. Cách thứ hai, con ngựa bạch buộc bên góc đào. Rồi, câu và câu D, ta cũng có hai cách chuyển đổi. Cách thứ nhất là một lá cờ đại được người ta dựng ở giữa sân. Cách thứ hai, một lá cờ đại dựng ở giữa sân. Như vậy thì qua cái bài tập này chúng ta thấy giống như cái hướng dẫn ở cái phần sơ đồ thì có hai cách. Chúng ta thấy cái điểm khác nhau được, một câu là có từ được và một câu không có được, hai cách khác nhau. Đó như thế thì thầy đã hướng dẫn xong cái phần thứ hai
về câu chủ động và câu bị động. Chúng ta sẽ chuyển qua cái phần thứ ba. Phần ba chúng ta sẽ cùng tìm hiểu dùng cụm chủ bị để mở rộng câu. Thì ở đây thầy chỉ cung cấp cho chúng ta cái thế nào là dùng cụm chủ bị để mở rộng câu, đó là cái kiến thức trọng tâm của phần này. Và chúng ta có cái ngữ liệu tìm cụm danh từ trong câu, phân tích cấu tạo của những cụm danh từ và cấu tạo của phụ ngữ trong mỗi cụm danh từ. Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có. Thì để tìm được cái cụm danh từ thì chúng ta trước tiên, cái bước đầu tiên là chúng ta phải tìm cho được cái thành phần chính của câu, để chúng ta phân tích câu cho nó rõ. Và chúng ta có cái chủ ngữ của câu này, đó là văn chương. Vị ngữ, đó là gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có. Xong cái bước này thì chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm cho thầy cái cụm danh từ trong câu. Ở câu này có hai cụm danh từ, chúng ta thấy vị trí của nó nằm ở chỗ này, đó là hai cụm danh từ. Chúng ta sẽ phân tích cấu tạo của hai cụm danh từ này. Chúng ta liên hệ đến kiến thức đã học ở lớp 6 về cụm danh từ. Thì cụm danh từ gồm có danh từ trung tâm, phụ ngữ trước và phụ ngữ sau. Vậy thì trong cụm danh từ thứ nhất, danh từ trung tâm đó là tình cảm, phụ ngữ trước đó là những, phụ ngữ sau ta không có. Như vậy thì các em sẽ phân tích xem phụ ngữ sau được cấu tạo như thế này. Chúng ta xem coi có phải là một từ hay là một cụm từ hay là một kết cấu chủ bị. Và ở đây đó là một kết cấu chủ bị, đó ta là chủ ngữ, không có là phụ ngữ. Tương tự như cái cụm danh từ thứ hai, tình cảm, đó là danh từ trung tâm, phụ ngữ trước đó là những, phụ ngữ sau đó là ta sẵn có. Và ở đây nó cấu tạo cũng là một cụm chủ bị. Như vậy thầy có còn cho chúng ta xem toàn bộ cái cấu trúc của câu này. Cấu trúc của câu này chúng ta thấy rõ. Ở cụm danh từ thì phụ ngữ của cụm danh từ người ta có sử dụng một kết cấu chủ bị. Như vậy thì ở đây có hai cụm danh từ thì nó đều sử dụng là kết cấu chủ bị ở phần phụ ngữ sau. Thì cụm chủ bị này nó có cấu tạo giống câu đơn bình thường, thì người ta gọi đây là mở rộng thành phần câu. Để chúng ta sẽ có cái một ghi nhớ thế nào là cụm chủ bị để mở rộng câu. Và khi nói hoặc viết có thể dùng những cụm từ có hình thức giống câu đơn bình thường, gọi là cụm chủ bị, làm thành phần của câu hoặc của cụm từ để mở rộng câu. Để củng cố cái phần thứ ba này, thầy sẽ cho mấy em làm một cái bài tập. Bài tập tìm các cụm chủ bị làm thành phần câu hoặc thành phần của cụm từ trong hai câu sau. Câu A: chị Ba đến khiến tôi thấy vui và vững tâm. Câu B: khi bắt đầu kháng chiến, nhân dân ta tinh thần rất hăng hái. Chúng ta sẽ làm từng câu nha em. Rồi, như vậy thì bước đầu tiên để chúng ta tìm cụm chủ bị để mở rộng câu á, thì trước tiên là chúng ta tìm chủ bị làm thành phần chính của câu. Chúng ta sẽ bước đầu tiên nha, chúng ta sẽ tìm chủ ngữ của thành phần chính của câu đấy là chị Ba đến là chủ ngữ, khiến tôi rất vui và vững tâm là vị ngữ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm cái yêu cầu của cái bài tập. Thì thầy có cái kết quả. Rồi, chúng ta thấy trước tiên là cái chủ ngữ, cái vị trí chủ ngữ là một cái câu, nó có cấu tạo không phải là một từ, một cụm từ, mà là một kết cấu chủ bị. Chúng ta thấy là đây là một kết cấu chủ bị, có chủ ngữ là chị Ba, đến là vị ngữ. Đây là mở rộng thành phần cụm chủ bị làm chủ ngữ. Rồi tiếp theo chúng ta quan sát là khiến tôi rất vui và vững tâm. Khiến đây là từ loại là danh từ, nói khiến ở đây là từ loại động từ. Tôi rất vui và vững tâm, đây là phụ ngữ sau cho danh từ. Phụ ngữ sau này có cấu tạo là một kết cấu chủ bị, chủ ngữ là tôi, vị ngữ rất vui và vững tâm.
Như vậy ở đây người ta mở rộng thành phần, đó là mở rộng thành phần cụm động tịch, là cũng chuẩn bị làm thành phần phụ ngữ trong cụm động tịch. Đó là cái câu A. À, chuyển sang câu B. Khi bắt đầu kháng chiến, nhân dân ta tinh thần rất hăng hái. Phân tích cấu tạo của câu này, chúng ta có cái thành phần thứ nhất là thành phần trạng ngữ, đó là khi bắt đầu kháng chiến. Chủ ngữ làm thành phần chính của câu, đó là nhân dân ta. Vị ngữ làm thành phần chính, đó là tinh thần rất hăng hái. Như vậy chúng ta xem cái cấu tạo của vị ngữ. Vị ngữ ở đây cấu tạo không phải là một từ, một cụm từ, mà vị ngữ cấu tạo là một kết cấu chủ vị. Đây, kết cấu chủ vị. Và như thế thì chúng ta rút ra kết luận là cụm chủ vị ở đây nó làm vị ngữ. Có nghĩa là ở đây người ta gọi là câu này đó là câu mở rộng thành phần vị ngữ. Như vậy thầy đã hướng dẫn xong cái bài tập ở phần thứ 3. Chúng ta sẽ tiếp tục là chuyển sang phần thứ 4. Vị kiến thức trọng tâm cuối cùng của phần 4 đó là liệt kê. Ở đây chúng ta chỉ cần tìm hiểu cho thầy thế nào là phép liệt kê. Chúng ta sẽ tìm hiểu cái ngữ liệu sao. Đọc đoạn văn sao. Bên cạnh ngài, mé tay trái, bác Yến thắp đường phèn để trong thai cảm. Có bài nghi ngút, chắc đòi mồi chữ nhật để mở. Trong ngăn bạc đầy những chầu vàng, cao đậu, rễ tía. Hai bên nào là ống thuốc bạc, nào là đồng hồ vàng, nào dao chui ngà, nào ống voi chạm, mái tai, quý thuốc, quản bút, tăm bông trong mà thích mắt. Ngoài kia, tuy mưa gió ầm ầm, dân cu rối rít, nhưng trong lòng, nhưng trong này xem chừng, tĩnh mịch nghiêm trang lắm. Tác giả là Phạm Đình Tôn. Ta có yêu cầu. Cấu tạo và ý nghĩa của các bộ phận trong câu in đậm ở trên có gì giống nhau? Chúng ta xem cái bộ phận in đậm này nó có gì giống nhau. Thì cái điểm giống nhau giữa các cái bộ phận in đậm thứ nhất đó là cấu tạo là có kết cấu tương tự nha. Bát yến thắp đường vàng chắc đòi mồi chữ nhật để mở. Nào ống thuốc bạc, nào dao chui ngang. Về ý nghĩa là nó cùng miêu tả nhiều sự vật xa xỉ đắt tiền. Các bộ phận này đều là danh từ, cụm danh từ. Chúng đều nói về những vật bài biện chung quanh qua lớn. Thế thì việc tác giả nêu ra hàng loạt sự việc tương tự bằng những kết cấu tương tự như trên có tác dụng gì? Thấy cái tác dụng của nó đó là đặc tả tô đậm thối hưởng lạc, ích kỷ và vô trách nhiệm của tên quan. Thì cái văn bản này sau này chúng ta có học về cái quan mẫu. Rồi, cách sắp xếp hàng loạt các cái cụm danh từ như trên người ta gọi là phép liệt kê. Ta sẽ chốt lại thế nào là phép liệt kê. Liệt kê là sắp xếp nối tiếp hàng loạt từ hay cụm từ cùng loại để diễn tả được đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những khía cạnh khác nhau của thực tế hay của tư tưởng tình cảm. Đây là kiến thức trọng tâm ở cái phép liệt kê. Thì thầy sẽ bổ sung cho em một cái biện pháp tu từ. Ở lớp ở đầu học thì chúng ta đã học hai cái phép tu từ, đó là liệt ngữ và chơi chữ. Thì ở học thứ hai này chúng ta cần phải nắm vững thêm một cái phép tu từ nữa, đó là phép liệt kê. Chúng ta phải nắm vững cái gì nhớ này. Rồi sau đây chúng ta có những cái bài tập để củng cố kiến thức của cái phần 4 này. Bài tập: tìm phép liệt kê trong các đoạn trích sau đây. Câu A: và đó cũng là lần đầu tiên trong đời mình hai con mắt của ông Varen được thấy hiển hiện cái huyền diệu của một thành phố đông dương. Dưới lòng đường, trên vỉa hè, trong cửa tiệm, những cu ly xe kéo xe tay phóng cật lực, đôi bàn chân trần dẫm bạch lạch bạch trên mặt đường nóng bỏng. Những quả dưa hấu bổ phanh đỏ lòm lòm, những sâu lạp sườn lủng lẳng dưới mái hiên khác hữu cơ. Cái gốm của một chú khách trưng ra giữa trời, một nguyên quan lễ mãi bước ra, tay phe phẩy cái quạt, ngực đeo tấm, mắt đẩu bộ tinh hình chữ thập. Vậy thì chúng ta sẽ tìm cái thiết liệt kê trong đoạn trích này. Các em tìm nhé. Sau đây thì có cái kết quả. Đó là cái phép liệt kê nó nằm ở vị trí này. Đây, đó là dưới lòng đường, trên vỉa hè, trong cửa tiệm,
những cu ly xe kéo xe tải phóng cật lực, đôi bàn chân trần dẫm lạch mạch trên mặt đường nóng bỏng, những quả dưa hấu bổ khoanh đỏ lầm lòm, những sâu lạp sườn lủng lẳng dưới mái hiên các bữa cơm, cái gốm của một chú khách trưng ra giữa chợ mà quyên quang vẻ phải bước qua, tay phe phẩy cái quạt, ngực treo tấm bắt đầu bội tinh hình chữ thập. Đó là cái bộ phận mà tác giả sử dụng cái mắt tự kê. Tiếp tục, chúng ta có câu B. Tỉnh lại em ơi, qua rồi cơn ác mộng, em đã sống lại rồi, em đã sống. Điện giật dùi đâm, dao cắt, lửa nung, không giết được em, người con gái anh hùng. Tác giả là Tố Hữu. Câu B này thì các em sẽ tìm cho thầy phép liệt kê được sử dụng ở chỗ này. Đó là điện giật dùi đâm, dao cắt, lửa nung. Chúng ta sẽ tìm được cái phép liệt kê trong câu này. Tiếp theo là thầy có bài tập là quan sát hình ảnh sau đây và đặt câu có sử dụng phép liệt kê. Câu A, tả lại hoạt động sân trường trong giờ ra sân chơi. Thì thầy có một số cái hình ảnh minh họa cho các em để các em dễ dàng tả nha, quan sát hình ảnh nha. Hình ảnh này đọc sách trao đổi bài đấy ha. Rồi cầu gì nữa. Rồi thầy có cái gợi ý một cái câu để chúng ta xem nha, tham khảo. Gợi ý: giờ ra chơi sân trường em nhộn nhịp với các trò chơi như đá cầu, đá bóng, đọc sách, vân vân. Như vậy cái bộ phận liệt kê trong cái câu này đó là đá cầu, đá bóng, đọc sách. Chúng ta sử dụng áp dụng cái biện pháp liệt kê vào cái câu. Tiếp theo câu B, tuyên truyền cách phòng chống dịch COVID-19. Các em sẽ tham khảo cái bức tranh sau đây. Chúng ta lưu ý những cái bức tranh phía dưới và có chú thích bằng những cái từ ngữ đấy nha, để chúng ta đặt câu có sử dụng phép liệt kê. Rồi chúng ta tham khảo để chúng ta sử dụng. Thầy có cái gợi ý chúng ta đưa vào cái phép liệt kê ở vị trí này, đó là đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc đông người, rửa tay thường xuyên với các sản phẩm tẩy trùng, không tiếp xúc với người bệnh, người bị lây nhiễm, không tiêu thụ động vật sống, động vật hoang dã, ăn chín, uống sôi, bổ sung đầy đủ dưỡng chất, nâng cao sức đề kháng, hoa, hắt hơi vào khăn giấy và vứt đúng nơi quy định sau khi sử dụng. Như vậy thầy đã hướng dẫn xong cái 4 phần kiến thức trọng tâm phần tiếng Việt ở tập 2. Các em về ôn kỹ, nắm vững và đặc biệt là các cái bài tập trong sách giáo khoa. Thì thầy vừa hướng dẫn cho các em cái 4 đơn vị kiến thức trọng tâm của tiếng Việt. Các em về nhà nắm vững những cái kiến thức trọng tâm này, và đặc biệt là chúng ta tự làm những cái bài tập trong sách giáo khoa của các cái đơn vị kiến thức này. Sau khi mà được phép vào học thì thầy sẽ kiểm tra lại đấy nhé. Rồi xin chào các em. Chúc các em vui đạt kết quả cao trong học tập.